Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung: chắc hẳn món ăn hàng ngày của các bạn ăn phải có rau muống đúng không các bạn? Và các bạn muốn biết tại sao rau muống nào tốt, rau muống nào phun thuốc, và tại sao người ta lại phun thuốc, và đặc điểm nhận dạng rau muống phun thuốc và rau muống mà sạch như thế nào sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Rau muống phun thuốc đậm hóa chất sẽ có những đặc điểm này trên lá, các bạn lưu ý nha. Rau muống là loại rau dẫn đầu trong nhóm rau ăn lá có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm cao, chứa rất nhiều thuốc kích thích, thuốc trừ sâu, thuốc nhiễm trì. Nhưng đây lại là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày của mỗi gia đình, đặc biệt là những người thích ăn rau muống xào tỏi, rau muống nấu canh chua, rau muống luộc. Bên cạnh đó, với giá bán rất rẻ, chỉ từ 25.000 đồng đến 27.000 đồng một ký, thì rau muống là một lựa chọn tốt nhất, bởi người ta có thể chế biến rất nhiều món ăn như rau muống luộc, rau muống xào tỏi, rau muống nộm, giúp cả nhà ăn ngon miệng hơn và bổ sung nhiều chất xơ hơn. Rau muống được tưới nhiều thuốc từ sâu sẽ có thân to, lá to và dài hơn bình thường, trông rất non từ gốc đến ngọn. Đặc biệt, lá mà rau muống tẩm hóa chất thường có màu xanh đen do nó hấp thụ nhiều kim loại nặng, và khi rửa thì nổi nhiều bọt lên. Đó, các bạn lưu ý nha. Còn khi luộc, nếu nước rau luộc còn nóng thì sẽ có màu xanh nhạt. Khi để nguội thì thành màu xanh đen, có vảy đen kết tủa thì rau không có an toàn. Hơn nữa, rau bị nhiễm độc thì khi ăn thường có vị chát chứ không có ngon. Hoặc bạn có thể quắt một trái chanh vào nước rau muống sau khi luộc. Nếu thấy nước không chuyển màu thì đây là rau muống có hóa chất. Nếu nước chuyển dần sang màu vàng nhạt thì đây là rau muống sạch nha. Đó, các bạn lưu ý nha. Luộc rau xong lấy miếng chanh vắt vô, nếu màu vàng nhạt thì là rau muống sạch, mà không chuyển màu là rau hóa chất. Biết sao không? Tại vì chanh nó tẩy hoài cũng tẩy không nổi mà hóa chất mạnh quá. Lý giải cho hiện tượng này là do trong rau muống có chứa kiềm sẽ phản ứng với axit trong chanh. Cách chọn rau muống ngon và an toàn nè. Đó, các bạn lấy giấy viết là ghi nha, để chuẩn bị cho bữa cơm của gia đình mình ngon hơn nè. Chọn cái ngọn nhỏ thôi, hơi cứng. Khi ngắt cuốn rau á, nó có là nhựa, nó còn tươi xanh. Không nên chọn rau héo úa, có thể đã hái từ hôm trước hoặc để qua ngày kêu qua nay. Bạn nên chọn mua rau ở cửa hàng rau sạch, siêu thị uy tín, sản phẩm đã được kiểm nghiệm để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Mà thôi, tốt nhất các bạn cứ mua một cái thùng xốp về, mua thêm bao đất 50.000 rồi mua bịch rau muống 10.000 về rải ăn, như vậy là tốt nhất. Chẳng có gì rau muống dễ trồng lắm các bạn. Tôi trồng hoài nên tôi biết nè.